Ngon không? Ủa, Tuấn đi lên đi. Không ăn dưa hấu hay là sao? Hay là có người đút cho mẹ ăn? Nè. Ô, ô, không ăn dưa hấu hả? Không ăn. Nè, nè. Không ăn này hả? Nè xuống. Mở thêm hả? Nha. Em bỏ cho mười ra cho chú ăn nhá. Cái gì? Xu ơi. Đây ra. Đẩy á. Nó tự bật đi, má đẩy ra. Đẩy nó rung 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 rồi. Coi. Nó quay gần nó phải vậy chứ hả? Thì quay tập trung cho nó. Đẩy á. Chưa ăn nha. Chưa ăn nha. Bao qua đã nha. Ăn là hư nha. Nha. Đây. Đây, không à. Chưa. Hey. Chưa ăn nha. Chưa ăn nha. Ăn bóc xong đã. Chăm cái này mà ăn luôn. Rồi. Đây đây, nè, của bà nè. Đó. Đây, vào đây. Cầm ăn đi. Con tự nó ăn rồi. Con này nó không có tham ăn mấy hả? Đâu phải gì không ăn đâu. À, bà già ăn. Cho miếng. Cho miếng. 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 Cho miếng. Cho thêm miếng. Dưa hấu này không ăn hả? Ăn dưa hấu à? Dưa hấu không? Ừ, dưa hấu này không ăn được rồi nha. Ừ.